Hôm nay đó là tối ngày thứ tư tại Hoa Kỳ Bây giờ là khoảng 7 giờ 40 phút tối Bây giờ là ngày 10 tháng 8 Ở Việt Nam các bạn đã bước qua ngày thứ năm Ngày 11 tháng 8 rồi Và hôm nay là một ngày mà cũng khá là bận uh, Trong công ty cho nên Thuận cũng ít chia sẻ thông tin Trên những mạng xã hội Nhưng mà một thông tin mà có thể nhiều bạn cũng đã biết rồi Đó chính là thông tin liên quan đến chỉ số lạm phát CPI đã có Và cuối cùng chúng ta cũng đã không thất vọng Chỉ số lạm phát CPI đó của tháng 7 đó Tại vì tháng 8 Thì cái chỉ số này là cho tháng 7 là 8.5%. Đương nhiên con số này đã, đã thấp hơn con số của hồi tháng 6 là 9.1% và còn thấp hơn cái ước tính là 8.7% nữa. Nói chung là một con số rất là tốt. Đi thường chia sẻ một số những chi tiết với các bạn. Tại vì chúng ta cũng đã biết đó là cách đây 2-3 tuần kênh này đã nói khá nhiều về chỉ số lạm phát sắp có trong tháng 8 này để cho tháng 7 và chúng ta cũng đang nhìn thấy rất nhiều những cái dữ liệu mà thường chia sẻ với các bạn về khả năng là phần trăm lạm phát sẽ giảm và chúng ta đã thấy điều đó xảy ra và bây giờ đây chỉ số lạm phát ở cái mức là 8.5 có nghĩa là chúng ta nhìn vào trên màn hình đi chỉ số lạm phát CPI này đó đã trả trở về cái mức 8.5 đó là cái mức hồi tháng 3 năm 2022, có nghĩa là chúng ta đã trả phần trăm lạm phát về tới tháng 3. Và bên dưới này đó là cái chỉ số CPI nhưng mà nó gọi là core CPI, có nghĩa là không tính năng lượng và không tính thực phẩm đó thì chúng ta ở mức là 5.9, có nghĩa là bằng với lại cái tháng vừa rồi cũng là 5.9. Nhưng mà chúng ta thấy được là nhìn kỹ hơn đó thì ở trên trang web của Bộ Lao động của Hoa Kỳ, chúng ta thấy được là Tất cả tính chung đó là chỉ số phần trăm lạm phát là 8.5, tính riêng về thực phẩm đó thì vẫn có cái phần trăm tăng là 10.9, còn chúng ta tính về năng lượng đó là cái phần trăm tăng nhiều nhất là 32.9 và chúng ta tính cho phần trăm mà không có tính năng lượng và thực phẩm là 5.9%. Nói chung, con số mà nhiều người quan tâm đến đó là con số tổng là 8.5% và chúng ta có thể nhìn chi tiết hơn đó, thì chúng ta thấy được là cái lý do tại sao mà phần trăm lạm phát giảm xuống đó là phần lớn liên quan tới năng lượng. Các bạn nhìn trên màn hình đi, chúng ta nhìn vào thực phẩm đó thì không có giảm thậm chí thực phẩm còn tăng so về cái tháng vừa rồi chúng ta thì rồi thực phẩm tăng 1.1% và 1.3% tùy theo các bạn nói là thực phẩm làm ở nhà hay là các bạn đi mua đồ ăn bên ngoài nhưng mà cái phần trăm mà đi xuống nhiều nhất đó chính là cái phần năng lượng các bạn đã thấy được trên màn hình đó là chúng ta nhìn vào xăng đi thì xăng đó đã giảm xuống là 7.6% chúng ta nhìn vào dầu thì dầu xuống 7 .7% chúng ta nhìn vào cái gas mà các bạn sử dụng ở nhà đó để đi mà nấu nướng đó, thì xuống 3.6%. Nói chung thì à, lý do tại sao mà chúng ta thấy cái phần trăm lạm phát có sự suy giảm đó chính là năng lượng đã giảm xuống và phần lớn đương nhiên là liên quan đến cái giá của dầu rồi. Dầu là cái nguồn năng lượng lớn cho nên chúng ta thấy được là dầu đã có cái sự suy giảm cho nên chúng ta đã thấy được là phần trăm lạm phát cũng suy giảm theo cái mà các bạn nên hiểu ở đây đó là hôm nay chúng ta nói tới đó chính là cái chỉ số lạm phát cpi là cái chỉ số mà nhiều người quan tâm tới nhất nhưng mà các bạn nên hiểu là cái chỉ số mà fed đó, cục chỉ tiêu của hoa kỳ quan tâm tới nhiều nhất chính là cái chỉ số gọi là pce chỉ số này đó là tới cuối tháng mới có lận. Nhưng mà thường đó là nó sẽ đi theo cùng xu hướng của chỉ số CPI, có nghĩa là phần trăm lạm phát. CPI đi xuống thì PCE cũng sẽ đi xuống theo. Cho nên đây sẽ có một ít nhiều gì sự ảnh hưởng đối với lại cái sự suy nghĩ của Fed về phần trăm lạm phát và xu hướng kế tiếp. Tuy nhiên chúng ta chỉ mới có một cái tháng duy nhất là chúng ta thấy là cái phần trăm lạm phát suy giảm và thậm chí còn giảm dưới cái ước tính là 8.7%, cũng chưa có đủ tài liệu để cho Fed ngưng tăng lãi suất đâu và thông tin chia sẻ thêm thông tin này với các bạn tại vì đã có hai cái thống đốc của Fed đã lên tiếng ngày hôm nay sau khi mà có cái thông tin liên quan đến chỉ số CPI này và họ đã nói gì nhưng mà nói chung thì thị trường phản ứng rất tốt các bạn đã thấy được là những chỉ số như là Dow Jones hôm nay đã tăng 1,63% S&P 500 đã tăng 2,13% và Nasdaq thì không có sự thay đổi ngày hôm nay nhưng mà hiện bây giờ đó pre-market thì rất tốt chúng ta nhìn vào cả ba chỉ số là Dow Futures, S&P Futures và Nasdaq Futures đều đang xanh hiện tại còn về dầu đó hôm nay chúng ta thấy được là mức là 91 đô 80 cent cho một thùng dầu Hợp đồng cái giá này đó thì coi như là cũng cao hơn so với cái đây vài ngày là dưới 90 đô Nhưng mà cũng nói chung là dưới 100 đô là cũng đã tốt đối với Thuận Còn về vàng đó thì hợp đồng của vàng bây giờ thì xuống 0,63% ngày hôm nay Vẫn giữ được mức là 1.800 đô Crypto thì sao? Crypto đó hôm nay rất là tốt Chúng ta thấy được là sau khi mà có chỉ số PCI đó thì cái giá của crypto nhất là chúng ta nói tới BTC đã, đã tăng nhanh lên tới mức cao nhất đó là cách đây khoảng chừng nửa tiếng là 24.487. Hiện giờ chúng ta đang mức là 24.248 nói chung là phải rất là tích cực tại vì chúng ta thấy được là chỉ số lạm phát đã có sự suy giảm như là nhiều người mong đợi rồi và cũng có một số bạn nói là chỉ số lạm phát không quan trọng thường nghĩ là rất quan trọng các bạn thấy được là cái sự phản ứng cũng đã hiểu là cái chỉ số này quan trọng như thế nào rồi tại vì chỉ số này sẽ liên quan đến Fed suy nghĩ như thế nào về cái xu hướng lạm phát tương lai và đương nhiên ảnh hưởng đến là Fed sẽ tăng lãi suất ra sao và chúng ta nhìn chung đó ngoại trừ BTC ra thì chúng ta cũng có thể thấy được là Ethereum cũng tăng 13.2% thì tại sao chúng ta đã gần tới cái ngày của hiện tượng The Merge nghĩa là hiện tượng hợp nhất của Ethereum tôi sẽ chia sẻ thêm một thông tin với các bạn về Ethereum một lát nữa à, chúng ta nhìn thấy được những đồng khác cũng tăng giống như là BNB cũng tăng 3.8 XRP tăng 5%, Cardano 6% nói chung phần lớn cái đồng đều tăng ngày hôm nay chúng ta có những đồng mà tăng mạnh nhất đó là đồng Celsius Tuy nhiên đây là cái đồng liên quan đến công ty mà đang khai bảo vệ phá sản thì tại sao đồng này lại tăng nhất là chúng ta nhìn vào trong vòng 7 ngày qua đó tăng tới 106%. Thì phần lớn đó là khi các bạn nhìn vào những thông tin đó là có nhiều người đang muốn tạo hiện tượng short squeeze để thanh lý những lệnh short tại vì không có đủ đồng sell cho một số sàn. Nhưng mà đây là những cái phong trào mà thường không có theo dõi và tham gia cho nên thường cũng không có rành nhiều nhưng mà đó là lý do tại sao. Còn uh, ngoại trừ Celsius chúng ta có đồng Lido Dow tăng 27%, c 7 tăng 17% và AV tăng 16%. Nói về xuống nhiều hôm nay nên thì không có đồng nào hết Chúng ta thấy được là xuống nhiều nhất đó là Leo Token Chỉ xuống có 4.2% mà thôi Và tổng số vốn hóa bây giờ đã lên qua khỏi 1 nghìn tỷ rồi phần trăm của BDC thì cũng như vậy, 38.6% và Ethereum chiếm tỷ lệ là 18.8%. Nói chung hôm nay đó về phương diện crypto và cổ phiếu đó thì có sự tăng trưởng rất tốt, phản ứng tốt, tích cực đối với lại cái chỉ số CPI giảm xuống và đối với chỉ số này giảm xuống đó thì Fed có cái động thái gì không? Thì hôm nay chúng ta có hai cái thống đốc đến từ Fed thứ nhất đó là thống đốc Evans và thứ nhì đó là thống đốc Kaskari. thì hai người này đã nói gì để thuận chia sẻ với các bạn là hai người này đó thì tiếp tục nói là cho dù sau này nữa đó, Fed sẽ không có trùng bước với việc tăng lãi suất và sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong thời gian tới đây cho đến khi nào mà Fed có được tài liệu rõ ràng hơn giống như là nhiều tháng liên tục là phần trăm lạm phát giảm xuống thì lúc đó Fed mới có suy nghĩ khác. Đây cũng là cùng với lại những gì được chia sẻ các bạn đã nhớ đến tháng vừa rồi khi mà Fed tăng lãi suất thì chủ tịch Fed John Powell cũng đã nói là đừng hy vọng là Fed nhưng tăng lãi suất từ đây đến cuối năm qua năm rồi mới tính tiếp nhưng mà từ đến cuối năm sẽ tăng trưởng và dựa theo hai người này đó Charles Evans À, và Kascarry thì hai cái thống đốc này đó nói là sẽ tăng mạnh từ đến cuối năm nhưng mà tăng mạnh là bao nhiêu thì trước hết chúng ta nhìn vào thống đốc Edwin thì thống đốc Evan nói là cái phần trăm lãi suất của Fed bây giờ là khoảng 2.5% thì từ đến cuối năm đó nghĩ là sẽ tăng lên tới mức là 3.5% và qua năm 2023 đó sẽ tăng lên tới cái mức là 4%. Còn về Cascari đó thì nghĩ là sẽ tăng mạnh hơn nữa, nghĩ là sẽ tăng tới mức là 4% cuối năm nay và qua tới năm 2023 là sẽ đóng lại năm 2023 với mức là 4.5%. Thì nói tăng mạnh nhưng mà thật ra các bạn nên biết chúng ta còn 3 cuộc họp của nữa của năm nay, đó chính là cuộc họp tháng sau tháng 9, rồi tháng 11 và tháng 12. Thì chúng ta có thể lấy cái máy tính ra để mà tính thì các bạn sẽ thấy được là bây giờ đó phần trăm lãi suất của Fed là khoảng 2.5% là cái mức cao thì chúng ta có thể thấy được là dựa theo Cascade người này nghĩ là sẽ tăng mạnh hơn thì 4% trừ cho 2.5% hiện tại đó là 1.5% chia cho 3 lần hợp kế tiếp đó thì từ đến cuối năm trung bình chúng ta có thể thấy được mỗi lần đó hợp là sẽ tăng 0.5% Tại vì các bạn thấy được là tăng mạnh mà tăng tới 4% là mỗi tháng sẽ tăng 0.5%. Nếu như mà tăng qua năm 2023 mà cả năm chỉ tăng thêm có 0.5% mà thôi có nghĩa là từ 4 tới 4.5 coi như là tăng mạnh rồi thì nói chung Fed bây giờ đã không có nghĩ là sẽ tăng lãi suất nhiều năm 2023. Còn từ đến cuối năm đó cả ba cuộc họp kế tiếp tăng tổng cộng đó là chỉ khoảng có là 1.5% mà thôi nghĩa là mỗi lần là 0.5. Thì không phải là mạnh lắm đối với thường tại vì chúng ta cũng đã từng nhìn thấy là Fed tăng 0975 mới đây rồi và chúng ta nhìn vào hợp đồng tương lai đó hiện tại thì sao hợp đồng tương lai bây giờ đó của Fed Fund đó cho chúng ta thấy được là những cái trader hiện bây giờ họ đang nghiêng về cái phía là tăng 0.5% của hợp tháng 9 này vào ngày 21 tháng 9 các bạn thấy được là uh, 55% nghĩ là Fed sẽ tăng có 0.5 mà thôi còn lại 45% nghĩ là Fed sẽ tăng 0.75 nói chung cho dù là phép tăng mạnh trong đợt kế tiếp nữa thì hai đợt kế tiếp đó cũng sẽ tăng ít hơn miễn là phần trăm lạm phát tiếp tục có xu hướng đi ngang hay là thậm chí giảm một chút Tại vì chúng ta đã mới nói tới rồi, nếu như mà chị nghĩ là kết thúc năm nay là mức 4% thì từ đến cuối năm cũng không có thể nào mà tăng mạnh lắm đâu. Miễn là không có chuyện gì xảy ra đối với phần trăm lạm phát, đó là điều chúng ta muốn thấy. Hy vọng là qua tháng sau đó chúng ta nhận được cái thông tin tháng này thì cái phần trăm lạm phát lại tiếp tục giảm xuống, có nghĩa là giá xăng sẽ tiếp tục giảm và thực phẩm sẽ tiếp tục giảm. Đó là điều chúng ta muốn thấy. Và tại sao điều đó lại quan trọng thì các bạn cũng đã hiểu rồi đó. phép tăng lãi suất tại vì muốn siết chặt nguồn tiền chiếc nguồn tiền thì sẽ làm giảm đi cái nguồn tiền để được đầu tư chúng ta muốn thấy là fed thả lỏng hơn một chút nhưng mà thả lỏng thì chưa đến đông chúng ta chỉ muốn thấy là fed sẽ tăng nhẹ hơn so với trước đây có cái sự chấp nhận là phần trăm lạm phát sẽ từ từ giảm xuống chúng ta đã thấy cái đỉnh cao rồi hy vọng là như vậy và còn một số những thông tin khác tôi muốn chia sẻ với các bạn nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết đó, thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì một đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên những cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay là Coin 98 Super App. Đây là ứng dụng tiền mã hóa đa năng hàng đầu thị trường. Chỉ với một ứng dụng Coin 98 bạn có thể trải nghiệm các tiện ích DeFi khác nhau như lưu trữ hơn 10.000 đồng tiền mã hóa qua cái ví mô thời trang hiển thị các bộ sưu tập NFT yêu thích, giao dịch crypto trực tiếp trên app qua chức năng swap và tích lũy điểm thưởng X và truy cập hàng ngàn đạp khác nhau một cách tiện lợi. Hãy tải ứng dụng Coin 98 ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu trên màn hình để ủng hộ kênh. Đồng thời bạn cũng sẽ có cơ hội nhận được những phần thưởng đặc biệt từ các chương trình của coi 98. Trước hết tôi muốn chia sẻ với các bạn một câu chuyện. Thì đây là một đầu bếp cũng rất nổi tiếng à cũng đã từng lên trên TV đó chính là đầu bếp Wami Onwa Uchi. Thì người đầu bếp này đó thì lần đầu tiên mà đầu bếp Wami Onwa Uchi lần đầu tiên bắt đầu kinh doanh dịch vụ ăn uống đó thì người này đã gọi cho mẹ của mình để xin lời khuyên và mẹ của đầu bếp này đó, cũng đã kinh doanh ăn uống nhiều năm rồi thì mẹ anh đã cho anh một lời khuyên mà anh luôn nhớ lời khuyên đó chính là luôn tin tưởng vào công thức chuẩn bị trước tại vì công thức được tạo ra trong thời điểm mình tỉnh táo nhất khi vào nhà bếp đó, thì các bạn sẽ bị áp lực và bị chi phối dẫn đến nhiều sai lầm và một trong những gì mình tôi muốn chia sẻ ở đây đó là cái lời khuyên này cũng có thể áp dụng được trong đầu tư trong đầu tư cũng vậy chúng ta nên tin tưởng vào kế hoạch định ra thị trường sẽ tự tạo áp lực và chi phối các bạn cho nên các bạn cần phải có sự kiên định nếu không sẽ dẫn đến nhiều sai lầm và đây là một trong những cái sai lầm phổ biến giống như là trước khi các bạn tham gia vào đầu tư dài hạn hay là trading cũng như vậy, trước khi bạn tham gia vào thì ai cũng có cái uh, suy nghĩ là khi nào chốt lời, đầu tư như thế nào, trung bình giá ở mức nào và nếu các bạn trading thì như bạn cũng đã tính trước là mỗi lần các bạn trade các bạn sẽ trade bao nhiêu phần của tài sản của mình và các bạn sẽ để stop loss ở đâu, uh, điểm nào các bạn sẽ chốt lời vân vân. Nhưng mà khi các bạn vào thị trường đó, các bạn bấm nút để mà vào lệnh thì các bạn lại quên hết những điều đó và thị trường sẽ tạo áp lực các bạn bị chi phối dẫn đến các bạn phạm nhiều sai lầm và các bạn ngay lúc đó lại không có tin công thức mà các bạn chuẩn bị trước tới lúc mà giá đến gần cái mức mà các bạn cần phải cắt lỗ các bạn lại không cắt tại vì các bạn nghĩ là giá sẽ hồi phục trở lại nhưng mà không phải giá lại tiếp tục xuống nữa hoặc là ngược lại các bạn để một cái trade tăng trưởng lên có lời các bạn không chốt các bạn nghĩ là sẽ tăng nữa tới cuối cùng các bạn lại phải đóng lệnh đó với mức lời không như ý muốn hay là thậm chí là bị lỗ tại vì các bạn không tin tưởng và công thức chuẩn bị trước và đầu tư dài hạn cũng như vậy rất nhiều bạn đó là muốn thấy giá tốt để các bạn có thể là chung bình giá với cái giá tốt hơn nhưng mà khi mà giá xuống đó thì các bạn lại lo sợ nói là bây giờ thôi chờ đi à, giá về mức này chờ một chút nữa để giá về thêm chút nữa nhưng mà cuối cùng các bạn mãi chờ đợi và không có vào để mà mua thêm khi mà các bạn đã chuẩn bị sẵn tiền và có sẵn công thức rồi Đó là điều tôi muốn chia sẻ ở đây Bây giờ chúng ta chuyển qua nói tới một số những thông tin nổi bật đi Thì có một cuộc phỏng vấn ngày hôm nay đó với lại David Bossett Thì đây là một trong những người mà quản lý của công ty Swap Các bạn đã biết ở gần đây đó, công ty Swap đã đưa ra một cái quỹ đầu tư à, Gọi là Swap Thematic Thì đây là một cái quỹ ETF mà không phải đầu tư trực tiếp vào crypto Mà quỹ ETF này đã đầu tư vào những công ty mà liên quan đến crypto chi tiết hơn đó là có những công ty giống như là công ty Michael Strategy uh, là công ty của Michael Saylor các bạn đã biết rồi chúng ta có Marathon Digital là công ty đào bitcoin uh, Riot Blockchain cũng là đào bitcoin công ty Coinbase, uh, Silvergate Capital, Robinhood, Interactive Brokers đây là những công ty mà có liên quan đến uh, crypto thì câu hỏi đó rất đơn giản tại sao công ty swap là công ty đầu tư lớn mà bây giờ ra lại muốn tham gia vào đưa ra một cái quỹ đầu tư liên quan crypto ở thời điểm này khi mà nhiều người đang lo sợ crypto đã giảm khá nhiều rồi cái sự hứng thú có thể là không phải như trước đây nhưng mà ngược lại thì David nói là không phải đâu lý do tại sao mà swap đưa ra cái quỹ đầu tư swap crypto thematic này là tại vì nhu cầu rất là lớn không có phải là công ty swap này đó họ đi vào thị trường này là lúc giá lên giá xuống họ không quan trọng mức giá đâu cái mà họ quan trọng đó là đây là một cái mảng đầu tư sẽ tồn tại lâu dài và cái mà họ làm là cung cấp dịch vụ tại vì rất nhiều những cái khách hàng của Charles Schwab muốn có dịch vụ để có thể là thu mua những công ty liên quan đến crypto tại vì họ tin tưởng đây là một thị trường sẽ phát triển dài hạn và ngay khi David Bassett cũng đã nói đó là nếu như là Bitcoin đó là một cái gì đó không phải là một loại tài sản cần nên lưu ý thì không phải đâu Bitcoin giờ đã lớn mạnh hơn rất nhiều người biết đến và Bitcoin đó cũng đã tồn tại hơn 10 năm rồi thị trường này đó ngày càng Uh, dưỡng chắc hơn và sẽ là một thị trường phát triển dài hạn như thường mới vừa chia sẻ cho nên tham gia bây giờ hay là chờ đợi một lúc khác tham gia cũng giống nhau mà thôi tại vì thị trường này sẽ tồn tại một thời gian dài và cái mà cho spot làm sẽ là cung cấp dịch vụ này và thêm vào đó gần đây đó chúng ta cũng đã biết là công ty BlackRock cũng đã hợp tác với Coinbase để có thể là cung cấp cái dịch vụ cho khách hàng của BlackRock có thể thu mua Bitcoin thông qua Coinbase. À, và đây cũng là điều được nói đến để David Bosset Và một điều khác nữa đó là David nói là rất nhiều người muốn tiếp cận trực tiếp với lại Bitcoin nhưng mà bây giờ chúng ta vẫn chưa có một cái quỹ Bitcoin ETF giao ngay như là cái quỹ Bitcoin Spot ETF, một cái Bitcoin thật sự. Chúng ta bây giờ chỉ có một quỹ đầu tư Bitcoin ETF thông qua hợp đồng tương lai mà thôi

I ain't playing God.